Chào mừng 500 anh em đã đến với bản tin Yêu Thể Thao và tôi là MC Thu Hà, rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn. Với mong muốn mang đến những góc nhìn chuyên sâu về những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế, bản tin của chúng tôi sẽ được đăng tải hàng ngày trên website vietnam9.net và trên kênh YouTube V9B Giải trí trực tuyến. Các bạn đừng quên là bấm like, share và subscribe các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Messi cắn răng vào sân thi đấu, Barcelona vẫn phải chia điểm tại El Clasico. Đánh bại Everton, Man City chiếm ngôi đầu bảng Hoàng Anh từ tay Liverpool. Vượt mặt đội bóng của Ronaldo, kênh YouTube của Hoàng Anh Gia Lai lọt top 8 thế giới. Mạng xã hội Thái Lan khẳng định Muông Thâu Nhiên Tức ra mắt Đoàn Văn Hậu vào tuần tới. Đó là những tin chính của bản tin ngày hôm nay. Trận El Clasico lần thứ 273 trong lịch sử chứng kiến bàn thắng ở ngay phút thứ 6 sau khi Lucas Vázquez có pha cắt mặt tinh quái từ đường truyền của Karim Benzema bên cánh phải để mở tỷ số cho Real Madrid. Bàn thắng dẫn trước từ quá sớm giúp giải Ngân Hà lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Barcelona. Và đấu pháp này đã giúp liên đoàn quân của huấn luyện viên Solari tạo ra rất nhiều những pha phản đòn chớp nhoáng, khiến hàng phòng ngự của đội chủ sân Camp Nou liên tục phải rơi vào tình thế báo động. Kết quả 1-0 được kênh Kèn Trắng duy trì đến phút thi đấu thứ 57, trước khi Barcelona có bàn gỡ nhờ công của người đá chính thay Messi là Malcolm. Sau khi có được bàn gỡ, gác khổng lồ xứ Catalan muốn giải quyết trận đấu tại Camp Nou nên đã tung siêu sao người Argentina vào sân ở phút thi đấu thứ 63. Tuy nhiên, việc chưa có cảm giác bóng tốt sau khi chấn thương đã khiến Messi không thể để lại nhiều dấu ấn. Còn trận đấu thì cũng từ từ khép lại với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến hai đội chia đôi cơ hội đi tiếp trong trận lượt về diễn ra vào ngày 28 tháng 2 tới tại sân vận động Bernabeu. Trong khi đó tại Premier League, Manchester City đã tạm thời cướp ngôi vị nhất bảng từ tay Liverpool sau khi dễ dàng làm thịt một đội bóng vùng Merseyside khác là Everton ngay tại Goodison Park trong trận đấu sớm vòng 26 diễn ra vào rạng sáng nay. Mảnh lưới của đội chủ nhà được giữ sạch cho đến những phút bù giờ của hiệp 1, trước khi Emerick Laporte làm nổ tung cầu trường bằng bàn thắng mở điểm cho Man Xanh. Và cũng là những giây phút bù giờ, nhưng là ở hiệp 2, Gabriel Jesus hoàn tất 3 điểm trọn vẹn trên sân khách bằng pha lập công ấn định chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Manchester City có được 62 điểm, bằng điểm số với Liverpool nhưng xếp trên vì hơn về chỉ số phụ. Ngay trong những ngày đầu xuân năm mới, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đón nhận một tin cực vui khi họ đã chính thức vượt mặt nhiều câu lạc bộ danh tiếng tại châu Âu để lọt top 8 kênh YouTube có số lượng người xem đông đảo nhất trong tháng 1 năm 2019. Nếu như nhìn vào danh sách trên bảng xếp hạng này, chúng ta sẽ thấy câu lạc bộ đang chơi tại V-League còn xếp trên cả những đại gia như Juventus, Real Madrid và cả Bayern Munich. Tại sao mọi người lại phải bất ngờ với danh sách này nhở? Từ lâu tôi đã nghe Hoàng Gia Lai là đội bóng rất nổi tiếng. Họ có một đội ngũ kẻ view hùng hậu. Họ lại còn có rất nhiều tài năng sống ảo YouTube như là Messi Việt Nam, Công Vượng, Neymar Việt Nam, Văn Toàn. Rồi lại còn có cả Lương Xuân Trường nữa. Mà cũng chẳng giấu gì mọi người, tối hôm nào đi đá bóng về tôi cũng ôm điện thoại để kẻ view cho Công Phượng. Tôi xem những đoạn YouTube để học xem là Công Phượng làm thế nào để có những pha đi bóng lắt léo, thậm chí là lắt léo hơn cả ông Xin Lùn nữa. Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở thành tân binh của câu lạc bộ Muông Thâu Nhiên Tức trong tuần tới. Đây là thông tin được nhiều trang Facebook nổi tiếng của Thái Lan giật tít trong suốt những ngày Tết Nguyên đán vừa qua. Ví dụ như trên fanpage này đưa tin, Muông Thâu Nhiên Tức sẽ sở hữu hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu vào tuần tới. Anh ấy sẽ thay thế cho Theraton Bumathan. Cầu thủ sẽ tiếp tục chơi bóng cho câu lạc bộ Nhật Bản là Yokohama theo dạng cho mượn trong mùa giải này.
Hiện tại, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa có bất cứ thông tin nào liên quan đến việc Văn Hậu sẽ sang Thái Lan thi đấu. Tuy nhiên, nếu như những tin đồn trở thành hiện thực, Văn Hậu sẽ có cơ hội được sát cánh cùng với thủ môn Đặng Văn Lâm tại màu áo câu lạc bộ Muông Thông United. Bởi trước đó, thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã chia tay câu lạc bộ Hải Phòng để gia nhập câu lạc bộ Muông Thông United với phí chuyển nhượng lên đến 11 tỷ đồng. Thao trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, Thu Hà xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các